TripAdvisor công bố danh sách 25 trải nghiệm du lịch trên thuyền thú vị nhất thế giới năm 2024, trong đó có hai hoạt động ở Việt Nam. Danh sách nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Traveler's Choice Best of the Best Thing to Do do TripAdvisor công bố. Trong đó, trải nghiệm đi thuyền khám phá Vịnh Lan Hạ, Vịnh Hạ Long xếp vị trí thứ 3 trong danh sách. TripAdvisor mô tả chuyến đi thuyền 2 ngày 1 đêm từ Cát Bà sẽ khiến du khách được khám phá nhiều điểm đến yên tĩnh với nước biển trong vắt, núi đá tuyệt đẹp và bãi biển cát trắng mịn. Tại đây, du khách có thể tham gia các hoạt động như lặn biển, chèo thuyền kayak. Xếp vị trí thứ 19 trong danh sách là trải nghiệm đi thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu hay rừng dừa Cẩm Thành ở thành phố Hội An. Với hành trình này, du khách có thể tận hưởng không khí trong lành của vùng quê, rời xa chốn đô thị sô bồ náo nhiệt. Ngoài ra, du khách còn được xem múa thúng, quăng chài, đua thuyền, làm các vật dụng từ lá dừa, nghe hát giật ca.